Mộc Hương xốp mến chào các bác. Mấy hôm nay thì thấy nhiều bác hỏi về cái hộp trà của Bách Xanh này. Chắc là cũng gần gần cuối năm cận Tết rồi, các bác muốn tìm cái sản phẩm hộp trà Bách Xanh làm quà cũng như là để đựng trà ở trên bàn trà cho nó độc đáo đúng không ạ? Trưng bày. Ở đây thì tôi có một cặp mà tỳ hưu bằng gỗ Bách Xanh luôn này. Thì bên tôi cũng đang để giá tốt cho các bác này. Trước là có một cặp nữa nhưng mà một bác lấy rồi. Một bác đã lấy rồi, một cặp mà tỳ hưu này, gỗ Bách Xanh phong thủy nhé các bác nhé. Tỳ hưu này mà các bác để bàn trà cũng rất là đẹp. Phong thủy để bàn trà hoặc là để chỗ tivi đấy, mỗi con một đầu đây. Ví dụ để cái tivi ở đây chẳng hạn thì chúng ta để mỗi con một đầu, nó chấn hai hai đầu nhé, hai đầu tivi. Chỗ kệ đấy các bác, chỗ kệ tủ tivi đấy các bác để rất là tuyệt vời. Để tỳ hưu ở trong nhà thì nó sẽ sinh tài lộc, sinh phú quý nhé các bác nhé, đón tài lộc, cầu tài. Còn đây là một bức zin lặc, cũng là gỗ Bách Xanh. Bức này thì chúng ta để bàn trà hoặc là để ở trên xe ô tô nhé các bác nhé. Đó, để phong thủy đi lại đi đứng, cho đi đường xa cho nó yên tâm đấy các bác. Thơm đấy, gỗ Bách Xanh rất là thơm, chất lượng. Đó, tôi cũng đang để giá tốt cho bác nào lấy nhé. Đấy, hai cái mẫu cái tượng này bác nào lấy báo tôi nhá. Và cái này nữa này các bác này, cái hộp đây là hộp đựng trà hoặc là hộp đựng bánh kẹo nhỏ nhỏ thôi. Đây bác nhìn cái hộp này, hộp mà tròn nhé các bác nhá. Khi mà các bác mua hàng ấy thì bên tôi sẽ đóng hàng kỹ và gửi cho các bác nhớ phân biệt là hộp tròn và hộp trụ nhé các bác nhá. Nó có hai loại, hộp này đựng trà cũng được hoặc là hộp trụ này đựng trà cũng được này. Thì hộp trụ này nó cao cơ tầm 18 phân. Đó, 18 19 phân gì đấy. Bát mã, đây là đục bát mã này, mã đáo thành công này, đục tam đa này, phúc lục thọ này. Rồi đục tứ quý này, tùng trúc cúc mai này. Rồi thì chùa một cột này. Và có một cái quả bi này, quả bi này cũng rất là đẹp. Bi Bách Xanh chớp. Quả bi. Quả cầu. Đây là cái ống đựng nhang nhé các bác nhé. Ống đựng nhang. Ống đựng nhang thì tôi có bán theo đôi, các bác mua một cái cũng được. Đây như hôm đấy là các bác lấy một cái này. Các bác ấy lấy một cái luôn. Thì còn một cái, đây là ống rồng song long chầu nguyệt. Đó, ống Bách Xanh. Còn một cặp này là tùng trúc cúc mai. Ống đựng nhang nhé các bác nhé. Nhang ví dụ như cái nhang mình thắp hàng ngày ấy. Đây mình bỏ cái này ra này. Để tôi ví dụ cho các bác. Đây. Ví dụ cái nhang này. Tôi lấy cái nhang để tôi cắm thử cho các bác, hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Đây nhé các bác. Đó, khi mà các bác mua nhang trầm hương về các bác cắm. Đó, các bác thấy không ạ? Đấy, các bác để như này trên ban thờ rất là đẹp và nó gọn lắm, nó gọn gàng. Các bác đỡ phải để cái ống nhang trên bàn thờ cho nó trông nó bừa bộn đúng không ạ? Mình có một cái ống nhang này, hoặc mình mua một đôi cũng được, để hai bên cho nó cân đối. Thì các bác mua một đôi. Một đôi này thì bên tôi đang có giá khuyến mại cực kỳ tốt nhá các bác nhá. Giá của nó là 1,3 triệu. Thì bên tôi đang khuyến mại các bác mua một đôi thì còn 1,150 triệu nhá, miễn phí ship nhá các bác nhá. Đó. 1,3 triệu thì đang được giảm còn 1,150 triệu. Ôi, cái nhang trầm này nó thơm nhỉ, nó tỏa nó thơm lắm. Nhang trầm bên tôi đang bán, đang có cái sản phẩm cực kỳ tốt, giá tốt cho các bác nhá. Thơm. Rất là phê, rất là thích luôn. Nhang trầm hương, cái hương thơm của trầm hương nên đốt lên cái là cảm nhận được cái hương vị Tết, ngày Tết ngay. Nhang trầm hương rất là tuyệt vời. Đây nhang trầm đây, bên tôi để vào trong những cái ống bảo quản như này. Đó. Còn những cái gói to như này thì mình bắt buộc mình phải đóng túi bóng nhé. Những cái ống như này chỉ đóng được một nạng thôi, 100 g thôi. Đó, những cái ống đựng nhang bên tôi có một cái này này, một cặp đó, một cặp này
Tùng Trúc Cúc Mai và một cái song long trầu nguyệt, các bác nào lấy báo tôi. Còn đây là những cái hộp chè, hộp đựng trà đây các bác. Ở đây là những cái hộp đựng nụ trầm, đây là nư sâm bằng gỗ nha các bác. Ở những cái hộp mà đựng trà hình quả chám này, các bác lấy thì báo tôi nha. Ở đây là cũng có một số cái mẫu tượng bách xanh để xe ô tô nữa. Đây, tượng nhỏ nhỏ để xe ô tô nhé, gỗ bách xanh, tượng Phật, tượng Phật theo tuổi đấy các bác nhé. Các bác xem được clip này mà các bác ưng ý cái mẫu nào thì cứ báo tôi nhé. Đây là những cái dưới này là những cái nhang, nhang trầm, nụ trầm, bột trầm. Bên này cũng vậy này. Đó. Rồi, cảm ơn các bác nhiều nha. Các bác nào mà ưng ý những cái sản phẩm bách gỗ bách xanh nào thì các bác báo tôi nhé. Để bên tôi giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng rồi các bác mới thanh toán tiền nhé. Các bác yên tâm nha. Cảm ơn các bác nhiều. Xin chào.